Mình chào các bạn nha, chúc các bạn ngày mới vui vẻ hạnh phúc ha. Hôm nay mình nghe được một câu chuyện là có sự thật nha, ở trong cái công ty nhà bè, đúng sự thật luôn chứ mình không có bịa đặt láo dốc vậy đó nghe. Cái này là cái tình cờ, có một người bạn đi làm công nhân ở trong nhà bè đó đó, đi làm trong đó đó. Mà cái người này cũng gần kế bên đó, ngồi cũng tâm sự mà thấy là tận mắt luôn nha các bạn. Để cho cái người bạn này kể từ đầu đến cuối câu chuyện như thế nào mà các bạn cùng xem ha, rất là thú vị luôn, câu chuyện tình cảm tình yêu lãng mạn lắm, mời các bạn cùng nghe nha. Cái thằng này nè, nó lúc trước nó làm á cũng được 5 rưỡi rồi, nó nghỉ thời gian xong rồi giờ nó mới vô lại. Nó vô lại cũng không có bao lâu chứ nó quen được nó vô lại không bao lâu chứ nó quen được cô này, mà cô này cô đã có chồng rồi và một con đó. Nhưng mà chồng cô ta chắc độ là đi đi về về chứ không có ở chung, như là ở chung ngày tối rồi gì đó, không có, như là đi đi tháng hay sao đó, mới về hay sao đó. Thì ca này mới vô làm mình độ chừng tuần gì chứ đó, thì ca này ủi thì có hàng cắt chỉ thì chiền trưởng kêu những ai mà công đoạn ít hàng đó thì mình xuống mình cắt chỉ hỗ trợ. Thì bạn đó cũng xuống cắt chỉ, thì bên cắt chỉ với bên ủi cái bên cái anh ta anh miệng lưỡi rất là ngọt luôn, cua gái hay thiệt, nói chọc chọc vậy mà dính dính với cô ta đó cả nhà. Mà cái cô này thì cổ cũng nói chung là coi cũng được gái lắm, chân dọn đồ sạch sẽ thấy cũng được đẹp. Mình làm đàn bà nhau mình còn khen huống gì đàn ông mà nó không chọc, thì chọc hay không là do bản thân mình làm chủ, mình quyết định mình chịu người ta mới dám làm, mà mình không chịu ai dám, đúng không? Thì mình dâng cho người ta mà đó, thì cái cô ta không chịu nổi cái sự ngọt đường đường mật của cái anh đó, cho nên là hai người đã dính với nhau hẹn đi nhậu. Cô ta mở lời hẹn anh này đi nhậu, nhậu rồi thì cả nhà đón coi một thằng năm lon. Cái lời này lời anh ta làm xong rồi anh ta kể lại nghe nghe, qua bữa sau là anh ta kể lại nghe hết toàn bộ. Mình nói đây là có sự thật hết tất cả đó, tại vì mình cũng ngồi cắt chỉ ngang mặt ảnh mà kế bên luôn. Thì nhậu năm lon, em nó năm lon, em năm lon, thì cái em đó nó xưng với mình là bằng chị, em mấy năm lon, em năm lon đó chị. Rồi mình mới nói hai người cân đối dữ hen đó, thì mỗi người năm lon. Thì nhậu xong thì cả nhà biết là cái chuyện gì nó sẽ đến rồi hen, thì cái đó mình bỏ qua sau lưng đi. Thì cái bữa sau thì anh ta vô làm, mình có nói là hồi hôm đi nhậu sáng anh ta thức dậy đi làm bơ phờ luôn, làm không nổi luôn, xin dầu mình sức nữa mà, chị có dầu không cho em xin miếng, mình sức em quậy quá trời, sáng 3:30 mới 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 ngủ, làm gì dữ vậy, nhậu rồi em quất đó. Mà chẳng những quất rồi không mấy cái luôn á cả nhà, bốn cái chị, trời ơi trời. Rồi mình mới nói mày chơi gì mày chơi dữ vậy, tao giá cho nó gãy cái đó luôn cho rồi đi. Rồi mày thay thằng giả vô mày khỏi làm ai chứ, tối ngày cái miệng dẻo dẻo như vụ đàn bà con gái ta không à, mình mới chửi nó như vậy. Chị này chị không thương em, thương gì tao, thương chồng thương con tao, còn không có chỗ để, không có chỗ đâu để cho mày nữa, mình nói một câu mình chửi nó. Nó thì bữa nay hôm qua than rồi xin giờ mình sức rồi, nói chung là anh ta có gì anh ta kể cho mình nghe, chẳng những kể cho mình nghe mà trong cái cụm đó luôn, trong cái cụm mà những ai ở gần gần ảnh là đều hiểu đều nghe hết, chứ không phải là riêng mình ở đó với ảnh nha.
đó thì cái anh tổ trưởng anh cũng có nói với mình là hồi trước là cái anh này anh đã vô làm với em một thời gian, em đã rất là hiểu con người của ảnh. Ảnh nói chung là ảnh ăn tạp nhiều lắm, ai cho là ảnh ăn là không có kiêng kỵ gì gì hết á đó. Đó thì ai cho ảnh ăn nhẹ dạ gì đó, nói chung là ai ai cho là ảnh ăn thôi. Rồi bữa nay kể thêm một 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 đêm hồi hôm nữa cả nhà. Chị hôm qua em dẫn nó đi ăn rồi hôm nữa chị, mày là quỷ à, bộ mới à, bộ ngon lắm cái gì làm hoài trong nội. Ừ, ngon hơn vợ nhà em luôn, trời đất quỷ thần ơi. Rồi hồi hôm bao nhiêu cái, nói chị ơi hết nổi rồi, có một cái sao mẹ không làm giống như ban đầu luôn đi, em hết xíu hết rồi vậy hả, giá cho nó gãy mẹ cho rồi luôn, mày khỏi chơi. Từ khạc 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 thôi, vui kể cho cả nhà đến đây thôi ha. Thì mình cập nhật tiếp nha cả nhà, thì nếu mà cái anh đó anh có kể nữa thì mình về mình kể cái câu chuyện tình yêu này, tình yêu gì rất dội vàng, thấy những cái lời đường mật mà người đàn ông thốt ra mà người phụ nữ không kiềm chế được, chưa tìm hiểu kỹ đã cho thân. Thì nói chung thì bản thân anh nó giữ, thì đến đây hết cả nhà ơi.